Hello, xin chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ ạ. Vâng, hôm nay Thành đang có mặt tại Dinh Độc Lập, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Vâng, hôm nay Thành sẽ ghi lại những hình ảnh tại Dinh Độc Lập này để cho các bạn được biết. Mong quý vị và các bạn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ kênh của Thành. Thành xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vâng, đây là quang cảnh trước cửa Dinh Độc Lập các bạn ạ. Vâng, bây giờ Thành sẽ đưa các bạn đi vào trong Dinh Độc Lập để trải nghiệm những hình ảnh tại Dinh Độc Lập dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024 các bạn ạ. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. You call this one? Okay, finish it. Finish. Vâng, đây là đoàn khách nước ngoài đến tham quan khu phòng ăn của khu bếp ăn của Dinh Độc Lập này các bạn ạ. Vâng, những hiện vật rất hiện đại thời bây giờ các bạn ạ. Đây là bình nước bằng inox. Vâng, đây là cái hệ thống hút bụi các bạn ạ. Vâng, đây là nồi nướng bằng ga. Một thùng sắt cũng được trưng bày tại đây. Đây là một cái theo Thành nghĩ nó là một cái két số các bạn ạ. Vâng, đây là một chiếc bếp ga. Một chiếc bếp ga rất hiện đại từ bây giờ các bạn ạ. Đây là nồi khử trùng. Vâng, cũng nồi khử trùng. Đây các bạn ạ. Vâng, đây là những đây là hệ thống bếp ga thời bây giờ, những cái chảo nấu thức ăn các bạn ạ. Đây cũng là hệ thống bếp ga, những chảo bằng nhôm rất là dày. Vâng, xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc máy gõ gạo các bạn ạ. Đây, máy gõ gạo. Vâng, một chiếc máy gõ gạo thời bây giờ rất là hiện đại. Mình không nghĩ rằng là đến thời điểm đó lại có những cái hệ thống hiện đại như này các bạn ạ. Có cả máy gõ gạo, lò nướng. Đây là bồn rửa chén của máy inox rất là dày các bạn ạ. Vâng, khu này là bồn rửa thực phẩm. Vâng, đây là bàn pha chế cốc tai. Vâng, đoàn khách nước ngoài cũng đã thăm tại Dinh Độc Lập này các bạn ạ. Đoàn này có vẻ như là đoàn đến từ Ấn Độ.
Hiroshima. They Hiroshima. They review Japan. If Japan, Japan will want money, I think they sell off this night. Vâng, xin chào bạn, đây là phòng khách của phu nhân tổng thống các bạn ạ. Trước mặt các bạn là các bàn ăn có bày những chiếc ly, chiếc dĩa tại bàn rồi các bạn ạ. Phía bên này là chiếc bàn tròn ngồi 4 người và phía này là chiếc bàn dài là ngồi 8 người các bạn ạ. Next to cinema room. Next to cinema room. Vâng, hôm nay du khách nước ngoài cũng đến đây để tham quan cũng rất là nhiều. Và Thành xin đọc thông tin phòng khách phu nhân tổng thống của bạn ạ. Đây là nơi phu nhân tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đón tiếp chiều đãi phu nhân, các chính khách, các quý bà, đại diện các tổ chức xã hội trong mọi nước. Đây là hình ảnh của bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân tổng thống, tiếp phu nhân đại sứ quán Menion ngày 16 tháng 1 năm 1973 các bạn ạ. Vâng, đèn trang trí được thiết kế riêng theo hình dáng những bông hoa mang lại vẻ mềm mại cho căn phòng. Vâng, một phòng rất là đặc biệt các bạn ạ. Vâng, phía bên ngoài này các bạn có thấy chiếc trực thăng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không ạ? Thành sẽ đưa bạn đến một rạp chiếu phim. Wow. Vâng, đây là một phòng... một rạp sân khấu các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Thời đó là cũng có máy lạnh ở đây rồi các bạn ạ. Nhưng ghế ngồi là xem cine. Vâng, cửa này đã được cách âm. Vâng, chiếc cửa này được bọc cách âm rồi các bạn ạ. Rất là hiện đại thời bây giờ. Đây là căn phòng giải trí các bạn ạ. Có cả cờ tướng. Vâng, đây là domino. Phòng ốc những chiếc bàn rất là đẹp các bạn ạ. Thank you.
Vâng, đây là một chiếc bục. Đây là khu vực giải trí, phòng giải trí. Vâng, Thành sẽ đưa bạn đi xem phòng máy chiếu phim các bạn. Vâng, đây là một phòng máy chiếu phim. Một phòng rất là hiện đại các bạn ạ. Vâng, đây là chiếc máy chiếu phim. Thành sẽ quay cận cảnh chiếc máy chiếu phim thời bấy giờ các bạn ạ. Wow. Quá là tuyệt vời nhỉ. Đây cũng là hệ thống của chiếu phim các bạn ạ. Đây là bộ đĩa. Next,